Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kỹ thuật trồng mướp nè, làm sao mà nó nhiều bông nhiều trái để đạt năng suất nha mọi người, dành cho những người bạn mới tập trồng ha. Còn những anh em nào mà đã có kinh nghiệm rồi á, thì anh em có thể là lướt qua cái video này, tại vì nó sẽ không có phù hợp đâu. Tại vì lý do là mình chỉ chia sẻ cho anh em về cái thời vụ nè, cũng như là cái hạt giống, cũng như là cách bón phân, xịt thuốc nó như thế nào trên cây mướp thôi. Tại vì mướp này á, thì cái thời gian của nó thì chỉ có là 1 tháng rưỡi là mình đã thu hoạch rồi. Thì do đó những anh mà có kinh nghiệm thì anh em có thể là tham khảo cũng vẫn được. Còn nếu như mà đã trồng nó có kỹ thuật rồi thì anh em có thể là lướt qua ha. Rồi thì trước khi mà mình vào cái nội dung mình chia sẻ cho các bạn thì mình sẽ cập nhật về giá mướp hiện tại ở tỉnh mình cho các bạn cùng nắm ha. Thì hiện tại là giá mướp bên mình các bạn là lên đến là 9.000 một ký nha các bạn ha. Còn bầu là 11.000. Tại vì mình cũng có trồng bầu nha các bạn ha. Còn bí hồ lô thì mình chưa có bán nên mình chưa có cập nhật được. Khi nào mình bán thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Còn đây là cái rãnh mình bón phân nè, nó quay cho mọi người xem ha. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thời vụ ha. Thì trồng mướp này á, mà các bạn muốn mà nó đạt được cái năng suất á, thì mình nên chọn cái mùa là đông xuân nha các bạn ha, hoặc là cái mùa là xuân hè. Thì những cái mùa này các bạn xuống giống á, thì mướp của mình nó phát triển rất là tốt, và đặc biệt ở đây á, là cái giá nó sẽ ổn hơn những cái tháng mà tháng mưa nha các bạn ha. Cái tháng mưa các bạn rất là nhiều người trồng, thành ra cái giá các bạn thì nó sẽ không có được tốt, có thể là 3-4 ngàn gì cũng có nha các bạn ha. Thì cái này là tùy vào các bạn thôi, nhưng mà lời khuyên của mình thì nên trồng vào những cái tháng như là đông xuân hoặc là xuân hè nha mọi người. Là mướp của mình các bạn là nó ra bông là đặc cây luôn, tuy rằng là có những cái lá nó bị quéo quéo lại nha các bạn ha, là do ảnh hưởng từ rầy cũng như là sâu nha mọi người ha. Để mình xuống đây mình quay cho các bạn xem nó được cận cảnh hơn ha. Thì đó là phần là thời vụ nha các bạn. Còn cái phần mà mình chọn giống thì ở đây thì các bạn là nên chọn những cái giống mà mướp hương F1 các bạn, của thằng Radio 39 á. Thì ở đây mình đang trồng cái giống đó ha. Thì các bạn cũng thấy nè, bông cũng nó rất là ổn ha. Đó. Còn phân ở đây thì mình chỉ bón cái phân là 20-15 nha các bạn ha. Mà dòng phân nó ba màu, cái dòng phân mà nó có cái kali á, để cho giúp cái cây của mình các bạn nó được chắc hơn, nó không có bị nghiêng ngả ha. Cái khúc này nó bị sâu quá các bạn, mình cũng chưa xịt nữa. Khi nào mà cây mướp, cái dàn mướp của mình các bạn mà nó bị sâu khoảng đâu trên 30% thì mình mới tiến hành là mình xịt nha các bạn ha. Đó. Còn ngoài ra thì mình sẽ không xịt. Đó, các bạn xem được phân ha, phân ba màu nha các bạn ha. Cái phân của mình là mình bón là cái dòng này là dòng 20-15 của thằng đầu trâu nha các bạn ha. Các bạn ơi, bón cái phân này thì nó có đạm với lân với kali. Cái lân thì nó sẽ giúp cho cái độ pH của đất mình các bạn thì nó được giảm xuống ha, nó sẽ không có bị héo xanh. Nhiều lúc mà anh em mà trồng mà lưng canh á, mà anh em trồng mướp lại nó sẽ bị héo xanh nha các bạn ha, đang sờ sợi cái nó chết dây đó. Thì do đó thì mình nên sử dụng cái phân 20-15 này, nó có lân các bạn, thì các bạn bón thì nó sẽ giảm đi được cái độ pH ha. Đó, thì mọi người xem được cái mướp nè, ra bông rất là nhiều. Thì khi mà mình cái giai đoạn đầu mà nó mới phát triển các bạn, thì các bạn là nên bón phân định kỳ cho nó nha. Nó khi lớn nữa rồi, khi mà cái giai đoạn mà mình nó ra đâu khoảng đâu là 1 mét mấy các bạn, thì các bạn ngắt ngọn nó để nó lá chèo. Mà khi mà nó ra được những cái tán chèo các bạn thì trái của nó cũng như là bông của nó thì sẽ được là nhiều hơn ha. Còn anh em nào mà trồng bò đất á, thì mình thấy có anh em cũng không có ngắt ngọn chi nữa. Mấy anh em mà trồng bò đất thì anh em trồng thưa á, anh em không có ngắt ngọn nữa. Nhưng mình ở đây thì mình chỉ trồng trên vàng thôi nha các bạn ha. Nó thì các bạn cũng có thể là xem được ha. Thì cơ bản thì mình cũng như những anh em trước đây thôi, chẳng qua mình quay mình chia sẻ cho anh em về cái thời vụ trồng để cho nó được tốt. Khi mà anh em chọn đúng cái thời vụ trồng á, thì mướp của mình thì nó sẽ rất là đạt nha các bạn ha, vì cái thời tiết nó thích hợp. Còn phân thì cũng như lúc nãy mình nói thì chỉ là bón phân 20-15 thôi. Để mình ngồi xuống để mình quay cho các bạn nó được được kỹ hơn ha. À, mọi người xem nè, mình bón ở cái rãnh mướp nha các bạn. Đó, mình bón tại tại đây nè, đó. Đây mướp nè các bạn. Đó, mọi người thấy không, bông rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình làm vàng như nhà để mình đi thu hoạch cho nó dễ hơn nha mọi người. Đó, thì các bạn có thể là xem được. Ở đây thì chủ yếu là mình chia sẻ cho những người bạn mới thôi, còn những cái anh em cũ thì mình sẽ không có dám chia sẻ, tại vì những anh em đó đã trồng rất là lâu rồi cũng như là đã có cái kinh nghiệm á các bạn. Nên mình nói thì anh em nào có kinh nghiệm thì anh em cứ lướt qua cái video của mình. Mình chủ yếu là chia sẻ cho những anh em mới thôi. Còn về cái phần mà xịt sâu nè, anh em có thể là xịt những cái dòng thuốc mà dạng cớm nha.
Tại vì cái cây mướp này các bạn thì nó cũng thuộc là cái dòng mà lá nhám á, thành ra anh em mà xịt những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu á, có ký hiệu là EC ở trên cái gói thuốc á, anh em xịt vô là có thể là nó bị cháy rìa lá ha, khi mà cái nhũ dầu nó cao ha, ví dụ như là 175 EC á mà anh em xịt vô á là nó có thể là nó cháy lá nha mọi người. Đó. Đấy. Mọi người xem ha. Thì đó là cơ bản là vậy thôi ha, để mình đi lên cái khúc trên nữa mình quay cho các bạn xong nữa thì mình sẽ kết thúc nha các bạn. Thì cơ bản mà trồng mướp mà nó được nhiều bông nhiều nhiều trái á, thì các bạn là nên chọn đúng cái thời vụ của nó, với lại cái hai mà trong cái giai đoạn mà nó đang ra bông như thế này nè, anh em cứ thúc cái phân 20 15 vô, đặng khi mà nó có trái các bạn thì nó có hút được cái dinh dưỡng lên thì nó mới tiếp tục là nó nuôi trái nữa. Chứ mà anh em mà cắt trái rồi mà anh em không có bón phân á, thì nó không có gì nó ăn á, thì nó sẽ không có ra trái được nhiều đâu nữa nha. Đó. Với lại mình xịt thuốc thì mình nên xịt những dòng thuốc dạng cớm, những dòng thuốc như dạng dạng bột thì cũng được nha mọi người. Còn đây là mướp nè, đó. Rồi thì mình cũng xin được là mến chào ha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.